mỗi cái thương hiệu máy nó sẽ định hình mỗi cái thị trường khác nhau và cái nhu cầu khác nhau. Anh chị nào mà mới mua máy á, là cần quan tâm không phải là hai cái máy cùng mã lực cùng giá tiền là nó sẽ phục vụ tốt cái nhu cầu của mình đâu. Rồi, ok, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với Hiển Máy Cày, kênh chuyên chia sẻ những kiến thức máy nông nghiệp cũng như là các loại nông cụ cần phải máy nông nghiệp. Hôm nay thì mình sẽ dắt mọi người đi một vòng với những cái con máy đã qua sử dụng, và những cái video sau mình sẽ chia sẻ về những cái con máy mới hoàn toàn 100%. Còn video hôm nay mình sẽ đi một vòng với những cái con máy sử dụng một cái thương hiệu mà hàng đầu của thế giới mình, đó chính là Sandero. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi nha. Về Sandero thì nó quá là nổi tiếng rồi, nhưng mà ở Việt Nam mình á, thật sự ở Việt Nam mình cái trong cái tư tưởng của những anh chị nào mà bắt đầu mua máy á, thì thực sự là đa số mọi người khi mà nói về máy nông nghiệp, máy cày á, thì nghĩ đến Kubota hoặc là Yanmar, hai cái thương hiệu đó là sẽ xuất hiện ở trong đầu, sẽ xuất hiện trước tiên luôn so với những cái dòng máy khác. Thì cũng đúng thôi, tại vì nó đã qua đây rất là nhiều năm rồi. Còn những cái con Sandero này qua Việt Nam mình đâu đó là khoảng hơn 20 năm một tí thôi, hơn 20 năm. Còn Kubota, Yanmar thì nó đâu đó qua đây khá là nhiều. Nhưng mà một cái vấn đề khác là hai thằng này á, những cái thương hiệu đó với thương hiệu này á, nó sẽ khác nhau về một chút về cái nhu cầu với cái mục đích sử dụng. Mình đi một vòng đi rồi để mọi người xem. Chiếc này là chiếc 5045D nè, cái dòng này là 45 mã lực. Dòng này là dòng 45 mã lực và nó 2 tấn mốt. Còn phía sau đây thì phía bên trái, trước bên trái này là cái dòng, những cái dòng máy một cầu. Hiện tại khu vực này đang là Tam Nông Đồng Tháp, thì ở những cái khu vực đất mà hơi khô á, đất khô á, thì nhu cầu cày sới ủi, nhưng mà một cầu này nó vẫn đáp ứng được tại vì nó khô. Ví dụ như những cái vùng như Tân Hồng Ngự thì xài rất là nhiều với cái dòng một cầu như thế này. Còn những cái anh mà ở Đắk Lắk, Gia Lai và một số cái vùng như là Tây Ninh á, thì Tây Ninh cũng có một cầu, nhưng mà một số cái vùng cao xa hơn nữa thì xài hai cầu là nhiều. Đây là cái 5310, đây là những cái con máy đã qua sử dụng hết nha. Dân dùng thì mình thu lại và trao đổi lại với những cái anh chị nào mà đang có nhu cầu về tài chính mình thấp, tài chính mình không quá cao để sở hữu những chiếc máy mới. Với máy mới thì 5045 này nó cũng 400, trên dưới 400, trên dưới 400, chỉ 45 mã lực thôi và trên dưới 400. Mình chia sẻ từ từ rồi nói tí nữa mình sẽ nói lại cái phần mà tại sao nó lại khác phân khúc. Cái phân khúc của thằng này nó lại khác một chút so với Kubota hoặc là Yanmar. 55 mã lực nó cũng giống ở kế bên này, nó cũng có một cái dòng là 5055E nè. Người ta 5055E đây thì có hai chiếc, một chiếc bên đây và một chiếc ở bên đây. Thì 5055E này với 53, thực chất hai thằng nó cũng như nhau thôi, nó cùng một cái khối động cơ thôi, 3029D 55 mã lực. Cái gen của nó piston á, nó là 106.5, hành trình của nó sẽ là 101, hành trình gen 101, và nó chỉ ba máy thôi. Đặc biệt cái dòng này ở Việt Nam của mình thì nó cũng ba máy, từ 75 ngựa đậu xuống thì ba máy. Ở Úc cũng vậy, hôm trước thì ở Úc cũng cái những cái dòng 5055 á thì nó cũng vậy, nó cũng là cũng chỉ có ba máy. Nhưng mà về cái cấu tạo động cơ, về heo, về cái cốc đề á, nó sẽ khác so với Việt Nam mình. Chiếc này thì hai thằng này để mình đi về đây dễ so sánh nè. Thằng 55 á, phía đây cũng có một 5310 nhưng mà hai cầu, nó cũng là 55 mã lực. Thì thực chất thằng này nó giống như là đàn em, là tức là những cái phiên bản sau, những cái thế hệ sau á, đàn em của 5310 này. Hai thằng này nó như nhau thôi, nó chỉ khác một tí về phần ngoại hình. Ngoại hình thì mọi người nhìn là mình thấy cái sự khác biệt đúng không? Thằng này thì nó thiết kế kiểu dáng nó hiện đại hơn, nó bo tròn hơn. Này thì nó hơi 5310 thì nó hơi vuông vức, nó hơi góc cạnh hơn một tí. Nhưng mà cái khối động cơ y chang, nó chỉ khác là ông này màu sơn á, màu sơn của lốc máy là màu đen. Thằng này màu sơn của lốc máy là màu xanh. Với những cái chiếc này thì 55 mã lực, cân nặng nó 2,4 tấn và động cơ vẫn là 3029D. Dung tích của 45 nè, 55 nè, 5310 và 5055 này là 2,9 lít.
tổng cái dung tích của nó sẽ là 2.9. Số vòng quay thì dao động 2.300-2.400 vòng trên phút của cái khối động cơ này. Với 5055E này thì với cái thông số mà của châu Úc á, ở bên Australia thì đâu đó là nó khoảng 214 Nm, tức là cái lực xoắn của một cái chiếc máy thì là 214 Nm. Còn về cái cân nặng thì 2 tấn 4, nếu mà cái tải là luôn á nha, bao gồm tải là luôn thì cả cái con máy này nó sẽ là 2 tấn 4. Nó với 5310 cũng như nhau thôi, ông này là đợi sau thôi, còn 5310 là đợi trước. Đó là về cái những cái động cơ. Còn lại hai cầu, ở đây cũng có một viên 5310 nè. 5310 này thì nó hơi cũng xài hơi nhiều à. Vài hôm nữa mình sẽ sử dụng cái con màu cầu này. Nếu mà chưa có anh chị nào mà mua cái chiếc máy này, mình sẽ sử dụng cái chiếc máy này để độ nó lên, hoặc là chia sẻ từng cái thông số, từng cái chi tiết của những cái động cơ, của những cái động cơ, dùng cái động cơ của những cái chiếc máy này nè, để chia sẻ cho mọi người. Phía sau xa kia là New Holland. Thằng đó thì 75 mã lực, TT4 75 75 mã lực. Phía sau mỗi thằng này cũng đang mang một cái dàn sới hết. Và hiện tại ở đây thì chắc là hôm nào mình sẽ chia sẻ một cái video chi tiết riêng về con 5045 này, để bán cho anh chị nào mà đang muốn sử dụng cái dòng 45 mã lực. Còn đây thì 55 mã lực, anh chị nào có nhu cầu cao hơn xíu thì có thể lấy những cái dòng 55 mã lực. Mình đứng xích đây là Thành, để cho mọi người xem về cái này luôn. 5045 với cho xem chung xíu, cho xem chung với cái dàn sới hiện tại nó đang mang, dàn sới dân ma. Rồi bây giờ mình sẽ nói thêm một tí về cái phần là tại sao là dòng Sonder này cái phân khúc nó sẽ khác với thằng 6040. Không phải 6040 nữa, mà là tại sao phân khúc nó sẽ khác với thằng dân ma, thằng Kubota. Với dân ma Kubota, mọi người có thấy là cái động cơ của nó thì cái tốc độ vòng quay á, những cái dòng 6040, 5018 á, cái dòng 5702 trước này nó ra thì nó đang đi theo cái đường lối của thằng này, nhưng mà bây giờ nó sẽ không còn ở Việt Nam rồi. Là 6040 hoặc là 5018, cái tua nó khá là nhanh, cái tua nhanh và cái trọng lượng của nó nhẹ. 5018, 6040 thì cái khi mà nó thêm cái tạ vô á, 6040 khi mà thêm cái tạ đầu giống gì nè, nó tầm 2 tấn mốt, thêm tạ đầu giống gì 2 tấn mốt. Còn mấy ông này thì chỉ là cái chiếc 45 mã lực nó đã là 2 tấn mốt rồi, 2 tấn mốt rồi đó. Như vậy nó đã là 2 tấn mốt rồi đó, nó sẽ nặng hơn. Và cái tua của mấy thằng này chậm hơn, tua mấy kia nhanh hơn. Kia đâu đó là khoảng 5018, nhớ không lầm là 2007, cái động cơ của nó là tua máy là 2007. Tóm lại là nó sẽ khác hai cái, là một thằng nó phục vụ cho cái việc làm những cái việc linh hoạt với cái tua động cơ nhanh. Còn mấy ông này 5045D nè, 5055 nè, ví dụ như 5310 á, thì nó sẽ phục vụ cho những cái nhu cầu cài kéo ủi mà cần cái lực lớn. Còn linh hoạt ở dưới nước hơn á, nhanh hơn, lợi thế hơn á, thì có thể là 6040 Kubota 6040, hoặc là mấy thằng 5018, hoặc là Yanma 357, hoặc là thằng Yanma 351. Nói chung là thằng Kubota nó vẫn làm được trên nước, dưới nước, trên khô luôn. Nhưng mà nó ưu điểm nhất là khi mà nó làm nước vì nó nhanh hơn. Còn mấy ông này thì nó cân nặng, nó nặng và nó lợi thế hơn một chút về cái phần khi mà nó làm trên khô. Thằng nào cũng làm được hết, nhưng mà cái phần lợi thế thì nó sẽ mỗi dòng máy nó sẽ định hình một cái khác nhau. Mỗi cái thương hiệu máy nó sẽ định hình mỗi cái thị trường khác nhau và cái nhu cầu khác nhau. Không phải là cùng 50 mã lực hay là 60 mã lực hay là 75 mã lực mà nó sẽ làm đúng cái tác vụ của mọi người đâu. Đó là những cái mà anh chị nào mà mới mua máy á, là cần quan tâm. Không phải là hai cái máy cùng mã lực, cùng giá tiền là nó sẽ phục vụ tốt cái nhu cầu của mình đâu. Những cái video trước mình cũng đã chia sẻ cho mọi người rồi. Ở đây thì quên nữa, mình qua đây mình chia sẻ cái dàn sới dân ma nè. Cái dàn này là cái dàn đã qua sử dụng rồi. Dàn 180 nó sẽ phù hợp cho 5018. Bên đây ha. Dàn này nó đang mang cái bông là bông nú, bông lưỡi hái, và răng của nó là mới 100% rồi. Mình sẽ bán kèm theo cái chiếc 5045 này.
tại vì hai thằng này nó phối hợp với nhau là nó đã thành một cái combo, thành một cái bộ rồi, nó vừa vặn với nhau luôn rồi. Không, thằng này nó cũng chỉ có gần 1m8, mà thằng này thì lú ra chút xíu nó cũng phủ bì cũng ok rồi. Và cái dạng này thì chúng ta có thể mang cho thằng 351, nhưng mà 351 hoặc là thằng 5018. 5018 thì chiều rộng của nó cũng khá là nhỏ, nhưng mà mang cái này thì cũng ok, tại vì dạng 1m8 mà đối với hiện tại những cái con máy mới mà 100% của mình đó, thì mình đã cho nó sử dụng thằng Mitsubishi á, cho nó sẽ sử dụng dạng 1m8. Còn với 5055 này, thì nó đang sử dụng cái dạng 225 chiều 225 F01 hoặc là S01 của Kim Bình, cũng đang kinh doanh những cái dàn mới đó luôn. Và cái dàn đó là tổng chiều dài phủ bì nó sẽ là 2m3, còn cái bông của nó là 2m2 thì cũng phủ bì được những cái con này. S040 cũng mang được cái dàn đó. Bây giờ cho mọi người xem một tí về hình ảnh của con New Holland TT475 nữa rồi mình sẽ kết thúc cái đoạn video này, tại vì những cái con này đang giống nhau. Nhưng à, này là một cầu thì nó chỉ khác là có thêm cái cầu trước thôi. Nè, hai bên này, hai chiếc này hiện tại nó là một á, chỉ khác nhau về cái cầu trước thôi đó. Đây 5310 nè, 5310 luôn nè, chỉ khác nhau về cái cầu thôi, chứ về cái trọng lượng thì nó sẽ cũng khác nhau, nhưng mà về cái ruột á, cái nội tạng bên trong á, nó cũng như nhau thôi. Những cái con này thì máy mới hiện tại nó vẫn chỉ có 5055 thôi. 5055 một cầu cũng có, hai cầu cũng có, máy mới của nó giá nó là khoảng 520 đến 540 tùy theo cái thời điểm, tùy theo cái giá đô. Hai cầu nha, 5055 là 5030 ngày xưa đó. Còn dòng 5075 thì không biết, 5075 thì ngày trước nó sẽ là 5610 đó. Giá của nó sẽ cứng hơn. Và với những anh chị nào mà muốn mua những cái máy mới 100% á, thì mình sẽ có những cái thương hiệu là của Zeter, nó sẽ cũng làm cùng cái phân khúc với thằng 5310 hoặc 5055. Giá của thằng Zeter thì cùng phân khúc với 5055, hiện tại chúng ta sẽ có là Zeter Lobo 2160, giá của nó hiện tại là 429 triệu. Còn thằng Zeter 2175 nữa, hay Zeter 2190 nữa, 90 thì chỉ có 589 thôi, 589, 90 mã lực. Ở đâu đó là cái giá cũng ngang thằng 5075 cho đề. Còn hôm nay là TT475, New Holland, chiếc này 75 mã lực. Thì hiện tại thằng này máy mới thì chắc là sẽ không còn bán ở Việt Nam mình nữa rồi. Hiện tại có một số cái dòng khác. Mình thì đang chỉ có kinh doanh những cái dòng máy đã qua sử dụng này thôi, chứ máy mới của New Holland thì chưa có. Rồi. Bây giờ thì vừa rồi đã chia sẻ cho mọi người một số cái thông tin mà đã từng chia sẻ những video trước rồi. Và với lại cái khu vực máy hiện tại mình sẽ mở rộng ra thêm nữa, cũng như là những cái phụ tùng và những cái con máy mới 100%. Bây giờ thì chắc là sẽ xin phép kết thúc cái đoạn video này ở đây. Mọi người hãy like cái kênh này hoặc đăng ký cái kênh này á, like video này, thì sắp tới mình sẽ có những cái video với những cái con máy đã qua sử dụng, mình sẽ đem ra ngoài chạy thực tế, xem cái lượng tiêu hao nhiên liệu của nó như thế nào, xem cái máy nó còn hoạt động tốt hay không. Còn những cái con máy mới 100% thì mình cũng làm những cái video mà nó tiêu hao nhiên liệu như thế nào, và những cái mà năng suất làm việc của nó ở trong một cái khoảng thời gian trong 1 tiếng 2 tiếng gì đó, so với những cái con máy cùng phân khúc, để xem nó như thế nào, là tất cả sẽ có trên cái kênh Hiểu Máy Cày này. Thì bây giờ sẽ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video về máy nông nghiệp, như là những cái nông cụ máy nông nghiệp. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.